sắp thí điểm hộ chiếu vaccine cho du khách đến Phú Quốc. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, phương án quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, địa phương xây dựng các kịch bản đón khách quốc tế, đón khách nội địa, tổ chức cách ly, đón tiếp hậu cần một cách chu đáo cụ thể. Tỉnh sẽ đề xuất Chính phủ tiêm vaccine toàn bộ cư dân Phú Quốc tiến tới đón khách quốc tế đến du lịch từ tháng 9 hoặc tháng 10. Hiện nay, việc triển khai hộ chiếu vaccine với khách quốc tế tại các đảo trong khu vực như Phuket, Thái Lan, Bali, Batam và Bintan, Indonesia đang được đẩy mạnh. Hàn Quốc đã xúc tiến mở lại du lịch theo đoàn với một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, đảo Guam, Mỹ,